Dạ vâng, trên màn hình các bác và anh em đang theo dõi đây một số cái mẫu giảm thanh hàng nhập bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt bây giờ giá giảm bây giờ nó cực kỳ là rẻ rồi. Thì cây củi của các bác mà chưa giảm thanh này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc giảm thanh giá thì cực kỳ là rẻ. Khi các bác bên tiếng nổ cực kỳ là êm thì các bác cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu giảm thanh một để các bác cân đối lựa chọn cho mình một chiếc giảm thanh các nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho bác cái mẫu giảm thanh một khúc, mẫu giảm thanh bút neo các nhé. Các bác nào mà đang dùng Condo Talon này, các bác muốn mua cho mình một chiếc giảm thanh cực kỳ là gọn, cực kỳ là ngắn và khi các bên tiếng nổ nghe rất là êm thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc giảm thanh bút neo các nhé. Mẫu giảm thanh bút neo sẽ có một khúc. Đấy, nhà sản xuất họ đã khoan những lỗ để chiết khí lùi rồi, khi các bên tiếng nổ rất là êm các nhé. Mẫu giảm thanh một khúc này sẽ là 5 vách các nhé. Đây 5 vách đây. 5 cái vách nhôm mạ đồng. Rất trẻ đẹp, tiện CNC rất trẻ đẹp, khi các bên tiếng nổ nghe rất trẻ êm các nhá. Đấy thì mẫu giảm thanh này dùng cho các chơi Condo Talon này hoặc các bác dùng những cây truyền thống thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc giảm thanh bút neo nhá, một khúc. Thì một chiếc giảm thanh bút neo một khúc tổng chiều dài sẽ là 24 cm các nhá. Đấy cực kỳ là ngắn và cực kỳ là gọn luôn. Thì một chiếc giảm thanh bút neo một khúc hàng nhập này thì giá tại thời điểm hiện tại bên Soi Nam bán giá là 300.000 nữa nhá. 300.000 thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các nhá. Đấy, tất cả các mua hàng bên số thì các sẽ kiểm tra hàng đúng không, đúng sản phẩm như giới thiệu trên video thì sẽ thanh toán tiền các nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các cái mẫu giảm thanh Arifox sẽ phi 30 và phi 35. Đây là một trong những mẫu giảm thanh bên em đang bán rất chè chạy. Các bác nào mà đã dùng qua giảm thanh Arifox thì các bác đã biết rồi, khi các bên cái mẫu giảm thanh Arifox này tiếng nổ nghe cực rất chè êm, êm như chó thở luôn các nhé. Thì mẫu giảm thanh Arifox này thì sẽ có 6 vách các bác nhé, 6 vách này, 6 vách nhôm mạ đồng tiện CNC rất chè đẹp. Mẫu giảm thanh này thì sẽ tiến lùi 3 khúc nhé, đây sẽ tiến lùi 3 khúc. Đấy, các bác có thể dùng 2 khúc cũng được. Đấy, các bác nào thích ngắn gọn thì các bác có thể bỏ cho em ấy một khúc giữa ra, các bác dùng 2 khúc cũng được. Đấy, mẫu giảm thanh này thì rất chè tiện lợi và khi bên tiếng nổ nghe rất chè êm nhé. Sẽ có phi 30 này và phi 35 để các bác có thể lựa chọn. Thì phi 30 và phi 35 mẫu giảm thanh Arifox này thì bên em đang bán đồng giá, giá là 380.000 thôi nhá, 380.000 đồng. Sẽ có phi 30 và phi 35. Đây, phi 35 này quay nhìn ạ. Những cái vách của nó tiện CNC rất chìa đẹp và đã có những lỗ để chiết khí lùi khi bên tiếng nổ nghe rất chìa êm thôi nhá. Đó là về cái mẫu giảm thanh Arifox sẽ có phi 30 và phi 35 đồng giá là 380.000 thì đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nhà quá nhá. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu giảm thanh bút neo này, mẫu giảm thanh Arifox tổng chiều dài sẽ là 37 cm thì các anh nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé. Đấy thì một video em làm rất trẻ ngắn thôi, thì cuối video thì có được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.